Tuấn, Tuấn. Xin chào. Ông cả con méo dạo này sao rồi? Ôi, bỏ lâu rồi. Mới kiếm quả này ngon đấy. Đâu ấy? Chuyện xảy ra cách đây cũng mấy hôm rồi. Là cô ta bảo tôi làm cho tôi tất cả những gì mà tôi thích. Ủa, ông khôn thật đấy. Đằng nào thì ông cũng chả mong vương quần áo của nó. Chuẩn luôn. Tình trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Vì lương tâm nghề nghiệp, tôi buộc lòng phải nói với cậu. Bác sĩ nói đi. Bố cậu bị ung thư rồi. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khoái trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Bố. Gì? Con muốn nói. Tao biết rồi. Sao phải khóc? Đời người ai rồi cũng phải chết. Xem này. Ờ, bác sĩ nói bố bị bệnh ung thư mà. Tao phải nói thế này để cho sau này tao chết rồi không thằng nào dám lén phén với mẹ mày.